Ok, hôm nay Lộc sẽ giới thiệu về một trò chơi, đó là trò chơi Heads Up. Trò chơi này rất là phổ biến và là nổi tiếng trong The Ellen Show. Các bạn có check it out, The Ellen Show Heads Up. Thì đầu tiên, mục đích trò chơi này đó là tăng cái sự kích thích cái việc độ phản xạ của người nói về độ speaking và độ hiểu nhân. Thì có hôm hai phần khi chơi trò này gồm speaking và listening comprehension sẽ là nên tăng tốc độ rất là nhanh, tăng quá trình mà hiểu và nói. Cái thứ hai đó là why, thì bởi vì là một trò chơi nên là game, nó fun, nên là các bạn dùng trong lớp học và cả sau lớp học để tạo nên sự hưng phấn cho học sinh. Tiếp theo gồm chuẩn bị những cái gì, thì gồm một bộ heads up như thế này. Nó sẽ có một bản full version của nó, theo từng full version của nó thì các bạn có thể đặt trên con từ học.com heads up, hoặc vào con từ học.com để các bạn tìm cái này. Let's see. Alright. Rồi thì dành cho đối tượng nào? Dành cho mọi đối tượng. Dành cho mọi đối tượng, tí nữa Lộc sẽ giải thích vì sao mà dành cho mọi đối tượng sẽ mọi đối tượng có thể sử dụng được, có thể chơi được trò chơi này, kể cả bạn biết tiếng Anh chút chút ít ít cũng chơi được hết. Vì anh vui nhưng anh có cách chơi. Rồi đến how, làm thế nào để chơi, thì ta sẽ chia ra hai team hoặc là hai bàn. Thì nếu như hai bàn chơi thì là một bàn á sẽ cầm tờ giấy này upside down là như thế này. Đói, upside down, sóc lại, có thể sóc tùy các bạn. Thì bạn ấy đặt lên trên đầu của mình. Thì trong trường hợp này Lộc thấy, nhưng giả sử là các bạn không thấy màn hình trước mắt, không có cái gương trước mắt chẳng hạn, thì người guess, người đoán, vai trò người đoán là người cầm tờ giấy lên trán, gọi là head, nên là gọi là heads up là như vậy. Còn trong trường hợp này bạn khiển hoa là bạn là làm người explainer, người đoán, người giải thích cái từ này. Thì nhiệm vụ của bạn người đoán này là không được là đoán từ chính này, từ chính là từ trên này, từ rat này, và những cái từ được được hướng dẫn gọi clue ở dưới này là gồm mouse and past and vernon và comprehend ở đây. Đó là gồm một trong một một cái thẻ như thế này, các bạn sẽ nhận được như vậy. Đầu tiên từ chính, thứ hai hình ảnh của từ chính, thứ ba những cái từ mà được gợi ý. Thì nhiệm vụ của bạn Hoa là giải thích bằng tiếng Anh, trò chơi này giải thích bằng tiếng Anh. Ok, thì bạn Hoa là làm thế nào bạn ấy giải thích mọi bằng mọi cách, thì là Lộc sẽ nói những cách nào mà chơi mà có thể hiệu quả, giúp cho mà kể cả level nào cũng chơi được hết. Thì qua một cái đó là bạn Hoa có thể giải thích làm thế nào sử dụng ngôn từ hoặc là âm thanh, bạn có thể tạo âm thanh bạn của con đó. Bạn có thể là dùng khẩu hình, dùng tay, dùng mặt, dùng mọi thứ, rồi ngôn ngữ hình thể để diễn đạt từ này, không nhất thiết phải ngôn từ đó. Thì bạn ấy sẽ giải thích mà với điều kiện không được chạm bất cứ từ nào đấy cả, mouse and past and vermin ở đây. Ok. Và với mục làm giải thích đến lúc mà bạn người người bạn đối diện của người người tờ cầm tờ này đoán ra từ đó, và khi đoán được move on. Ok, thì tất nhiên là để mà chơi trò này càng fun và có tính competitive thì tất nhiên phải có phần thưởng. Thì phần thưởng thì tùy các bạn, thì nếu phần thưởng mua kem chẳng hạn, mua kem về ăn đó. Mua kem Marino nha, đừng mua kem Tràng Tiền nha. Rồi cái thứ hai đó là khi mình chơi team thì có cái đồ cạnh tranh. Thì khi chơi team thì mỗi team bạn nào cũng nói được hết, có quyền tranh quyền để nói. Thì và những quan trọng vấn đề đây mà vui hơn nữa đó là set thời gian, set cái thời gian thật là cụ thể. Ví dụ 30 giây chỉ có 1 phút, mỗi cặp chỉ có 30 giây để giải thích, 1 phút để giải thích, thì coi bạn ấy giải thích được bao nhiêu trong vòng 1 phút, thì một cặp đó giải thích được bao nhiêu, rồi cuối cùng tổng qua bao nhiêu lần chơi như vậy tổng lại có được bao nhiêu, thì và đếm người nào có số card này nhiều nhất thì người chiến thắng đó. Anh sẽ vui như vậy đó. Game mang tính chất competitive sẽ vui hơn. Rồi đó là như vậy. Rồi đến cái cách mà chơi làm thế nào mà gọi là dành cho mọi người đều chơi, thì
Có hai cái hướng mà khi cái hướng đầu tiên có hai cái hướng mà khi mà một bạn ở level không có gì cả và một bạn level như lọc và chơi chế độ khó mà một bạn là chơi level bình thường thì sẽ như sau. Có hai chế độ đi, hai chế độ chơi bình thường và chơi level khó. Thì chơi level bình thường đối với bạn level bình thường thì là tiếng Anh chưa có gì cả, thì khi bạn nhìn ra tờ giấy này bạn ấy có xu hướng rất là tự nhiên thôi, các bạn sẽ do định nghĩa từ này, do định nghĩa từ này hoặc là nhìn hình ảnh mà từ này và bạn ấy bị tắc rỗi vào từ, bạn ấy không sử dụng những cái sự trợ giúp đó là về âm thanh. Bạn ấy có thể tạo ra âm thanh từ miệng, bạn có thể tạo ra tiếng động, bạn có thể tạo ra hình dạng của con đó, người đó, vật đó qua ngôn ngữ hình ảnh, hình thể. Ok, rất là nhiều đó, ví dụ rất là nhiều. Nhiệm vụ là lọc nói đó, rule là không được nhắc cái này. Ok, thì đó là cái đầu tiên. Thì đó, level như vậy làm sẽ rất là stuck. Level của bạn làm cho bạn ấy bị không thể nói, làm thế nói làm nói được. Thì đó là cái thứ nhất, cái đồ level level thứ nhất. Level thứ hai như level lọc và khoa chơi thì sẽ bắt đầu nhìn vào là sẽ connect with stories, lọc sẽ tell stories mà story đó nó connect với người bên cạnh, người đối diện, người đối diện connect với người đối diện. Giả sử con rat này, giả sử Khánh Hoa, Lộc biết Khánh Hoa biết là sợ con chuột, ok Lộc sẽ nói khi giả sử Khánh Hoa biết Lộc sợ chuột chẳng hạn, giả sử như vậy, thực sự không phải như vậy nhưng giả sử như vậy, Khánh Hoa sẽ hỏi là, đầu tiên Khánh Hoa sẽ bắt đầu nói là phải giới thiệu đầu tiên là vật gì, con gì, con gì hay vật gì, thế tên người hay thể loại gì, phải nói rõ ra. Thì Khánh Hoa em thì nói một cái gì đó mà Khánh Hoa sẽ nói về là, it's an animal that you Peter scare the most. Ông ngay lập tức connect đến là, a mouse, a rat. Okay. Thì mouse and rat and cũng the same, cũng chấp nhận khi bạn 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 cái luật được chấp nhận đây là chỗ rat hay the mouse đều chấp nhận cả. Okay. Nhưng quan trọng nhất pronunciation và chính xác thì lúc đó mới chấp nhận. Rồi, đó, giả sử như vậy. Thì trường hợp khác, chẳng hạn như thế từ này, chẳng hạn ví dụ Khánh Hoa biết không biết làm thế nào mô tả cái từ này bằng từ khoa học của nó đúng không? Khó khăn đúng không? Thì bắt đầu chỉ this thing chẳng hạn như vậy, có thể dùng ngôn ngữ tay và bắt đầu nói this thing bigger and its organs, một cái body chỉ đó, body organ in its inside and you breathe in and breathe out, ngay lập tức lọc nghỉ lungs, người khác sẽ nghĩ lungs nhưng cái người guess như thế này, đối với người guess thì bạn ấy có chắc chắn hiểu bạn ấy bên cạnh sẽ nói gì rồi, chắc chắn rồi, dùng mọi cách để hiểu rồi, nhưng có điều không biết từ tiếng Anh của nó thôi. Vấn đề ở đây là chỗ là bạn ấy cứ nói tiếng Việt từ đó tới lọc, và khi mà bạn người đối diện đồng ý chấp nhận yes đúng từ đó tiếng Việt rồi, chứ đến lúc bạn ấy chơi trò level khó như sao thì bạn ấy sẽ bắt đầu phát âm mà không có âm, tức là mở khẩu bên miệng mà không có âm, ví dụ từ này từ lungs đúng nè, thì bạn ấy cố gắng mở khẩu bên miệng ra, bạn đối diện, bạn Hòa, bạn sẽ đối diện, bạn sẽ nói em phát âm như thế nào với từ lung, bạn ấy sẽ trả lời nha thì người đối diện cố gắng guess đoán được là cái phần phần đó là gì, cố gắng guess, cố gắng đoán được là nguyên âm phụ âm và từ đó là gì qua thông qua cái miệng, cái môi và cái lưỡi của bạn Khánh Hoa, người chơi, người đối diện, người explainer là như thế nào. Thì như vậy thì bắt đầu lungs, ok, và cuối cùng nếu như mà cảm thấy khó khăn quá move on, guess move on, bởi vì thời gian là quan trọng mà, move on, ok, move on thì bạn có thể lật ngửa ra hoặc úp thì đánh dấu những cái từ cái card nào mà không không đạt yêu cầu thì move on, card nào mà đạt yêu cầu thì như thế nào đó thì tùy các bạn sắp xếp. Thì đó là trò chơi này rất là vui, hẳn nó là đưa những cái đồ understanding, cái đồ mà dòng chảy tự nhiên vào, bởi vì người bên cạnh, người Hoa, người chơi explainer là cố gắng giải thích mọi cách bằng mọi cách khác nhau, những cái cách mà chơi mà vui nhất mà nó giúp cho người 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 connect, kết nối được với người bên cạnh bằng cách stories, tell stories và tạo hình ảnh.
để bạn ấy liên tưởng, là bạn người guess, người đoán, liên tưởng đến cái từ đó một cách nhanh nhất, thì đó là sẽ vui hơn rất nhiều. Thì tất nhiên sẽ có chế độ khó, là như kiểu làm cho dẫn từ chi tiết này sang chi tiết nó, giả sử Lộc mà nói về từ broom đúng không, trong này giả sử có từ broom, giả sử từ trên này từ broom đúng không, hôm qua Lộc mới chơi với học sinh thì Lộc nói it's a witch, right? Witch has it, right? Witch has it, ai cũng biết witch has what, broom, chắc chắn trong đầu là biết từ cái chổi rồi nhưng không biết từ tiếng Anh nó thôi, không sao cả, sử dụng broom chẳng hạn như vậy, dùng cái khẩu hình miệng. Thì đó, anh rất hay, rất vui, game anh vui, anh fun, mà nhưng ngoài ra học được là tăng độ phản xạ lên rất là nhiều, cả về nghe lên đọc nói. À, đó là về trò chơi heads up, alright. Thì đó là như vậy. And I'll see you guys next time.